Hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Phan Thiết 19 tháng 4 năm 1975, 19 tháng 4 năm 2024, giải đua xe đạp thành phố mở rộng năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 4 tại công viên Võ Văn Kiệt. Hiện nay các vận động viên đang tích cực tập luyện để sẵn sàng tham gia cuộc đua. Cứ 5 giờ sáng hàng ngày, các vận động viên lại tập trung về địa điểm quen thuộc để tiến hành kiểm tra xe đạp dụng cụ thi đấu. Nội dung thi đấu tại giải năm nay gồm cá nhân và đồng đội. Đối với nam, thi đấu cự ly 50 km, chia làm hai nhóm tuổi từ 18 đến 40 và từ 41 đến 60. Đối với nữ, từ 18 đến 50 tuổi thi đấu cự ly 25 km. Đường đua dành cho nữ sẽ xuất phát tại công viên Võ Văn Kiệt và di chuyển theo các tuyến đường tại trung tâm thành phố Phan Thiết. Đối với nam, xuất phát chính thức tại đường Hùng Vương, khu vực vòng xoay Lotte Mart, di chuyển qua các tuyến đường như Nguyễn Thông, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Nguyên Giáp và về đích tại công viên Võ Văn Kiệt. Nhóm anh em xe đạp để mà cùng nhau hưởng ứng phong trào đua xe đạp sắp tới. Mong muốn của những vận động viên thể thao của chúng tôi, nhất là môn xe đạp, thường xuyên tổ chức để mà anh em nâng cao hơn nữa cái hoạt động của cái môn xe đạp ngày càng phát triển hơn. Theo ban tổ chức, giải nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Phan Thiết, Bình Thuận, 19 tháng 4 năm 1975, 19 tháng 4 năm 2024 và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Chào mừng ngày giải phóng quê hương thành phố Phan Thiết cũng như là nâng cao cái tinh thần rèn luyện thể lực, đảm bảo sức khỏe để làm việc tốt hơn và quảng bá hình ảnh du lịch của quê Phan Thiết đối với mọi người. Và chúng tôi cũng mong rằng là cái sự nhiệt tình cổ vũ và cái sự ủng hộ của bà con, đặc biệt là sự chỉ đạo của thành ủy, thì chúng tôi tin rằng là sẽ giải này sẽ thành công và an toàn. Ngoài ra, giải đấu còn thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời khuyến khích tập luyện môn xe đạp, tăng cường mở rộng mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn.